Rồi mình siêu nhân nè, cái nhà mình ha. Hôm nay mình có cái ý mới, với lại là anh Khai anh cũng muốn sửa soạn lại cho các bé, thì mình xin, mà giờ mình xin nói và dẫn chứng cái nhà mình ha. Mình xin ngồi xuống. Có nghĩa là cái mặt, cái nền này nó đã hư rồi, cái nhà mình ha, đã hư rồi, lởm chởm và dơ quá. Còn ở ngoài kia thì dơ toàn bộ, nước ẩm thấp, rong rêu không, thì các bé dễ là bị viêm da, nó không có độ dốc nữa cái nhà mình á. Như là sửa tới sửa lui rồi á, rồi không, nó không còn cái độ dốc đúng theo ý lúc đầu làm á, rồi lỗ hang rồi giá dưới bùm lum, nước động dũng nè, thì đóng rong rêu, các bé bị viêm da rất là nhiều. Và bây giờ là mình xin nói cái nhà mình ha, từ ngoài cái cửa lớn á, ngay cho cái xe trắng mình ha, cái nhà mình ha, từ cái đít xe mình á, cái cửa lớn á, chạy vô tới cửa lớn này là 7 mét. Bề ngang của cái nhà này á là 5 mét, có nghĩa là được 35 mét vuông cái nhà ha. Thì bây giờ là mình quyết định là cho thợ làm cán hết cái sân này luôn, cán hết toàn bộ cái sân này hết cái nhà mình ha, là dọn dẹp sạch sẽ ra, nói ảnh là dọn dẹp bỏ bớt đồ ra, cán hết sạch sẽ cái sân này, dốc nghiêng về cái hướng bên đó để cho nước nó xuống cống ha. Có nghĩa là mình đổ cán bằng bê tông nha cái nhà mình ha, cán bằng bê tông đá mi á, thì nó nhẹ tiền chút xíu, bây giờ nó sẽ cứng hơn cả hồ, nó không có bể được. Nói chung là cán bê tông đá mi lên 5 phân, chương trình mình nói với thợ là như vậy, cán đều hết luôn, ban đều hết luôn, không còn cái được, chừa một cái đường hẻm 2 tấc nước để cho nước ở trong cái hẻm mà cho các bé ăn thôi, mà cái nhà mình thấy đó là dội nước là nó chảy ra ngoài đó thôi, còn như là mình lấn ra ngoài đó luôn thêm mấy tấc nữa cho nó rộng rãi, thì dọn hết đồ này ra hết cả nhà ha, cán nghiêng đàng hoàng hết, xong rồi mình cho 2 cái máng ăn của các bé đó để dài ra ngoài này. Lúc đó là để dài ra 2 cái máng ăn mà để dài ra ngoài này được rồi á, thì đó là không phải là cả 2 máng mà ăn 2 mặt giống như trong đó nữa, mà đều ăn thành 4 mặt luôn, có nghĩa là các bé xây đít bên đây xây đít bên kia được, thì là mình sẽ cho các bé ăn ngoài này thấy nhà mình ha. Rồi đây dọn dẹp bớt đồ lại, rồi bắt đầu có độ dốc rồi, nước nó sân nó sạch sẽ khô ráo rồi, bạc xít rồi sửa lại để cho các bé có diện tích, có chỗ phơi nắng nha cả nhà ha. Thì đồng thời vừa tắm vừa phơi nắng, rồi kết hợp uống thuốc luôn, thì các bé nó mới hết triệt để được cái vụ viêm da. Rồi bây giờ là tiến hành cho cái này, làm cho thợ làm cái này cái nhà mình ha. Tổng diện tích là cái sân này cán sửa này hết là 35 mét vuông, thợ lãnh với mình là 8 triệu, thợ lãnh là 8 triệu, mình đã đồng ý giải quyết hết cả nhà mình 8 triệu nha. Có nghĩa là đó, thì ra tới cái đường cửa này ha, đó cán hết cái sân này vô tới hẻm này, chừa 2 tấc từ bà tường ra 2 tấc thôi, để cho cái nước từ trong đó chảy ra đây thôi, còn như là cán hết lấy mặt bằng lại hết, nên là dội nước cái là cho dốc nghiêng đàng hoàng, là cho nó khô, nó không còn động nước mà không còn đóng rong rêu vậy nữa, thì cái sự mà phơi nắng của các bé hoặc là các bé không còn bị viêm da ghẻ lở rồi nữa, bớt giảm rất là nhiều. Đồng thời mình phải kết hợp vừa tắm vừa phơi nắng. Rồi vậy là cái mình thông báo về cái sân cho cái nhà mình rồi ha, có nghĩa là mình hôm nay quyết định là cho thợ, ngày mai bắt đầu là tiến hành cán. Em coi thấy là gạo khô, gạo khô tụi nó thích ăn gạo nhão nha, chó là phải ăn gạo khô. Dạ. Hôm nay mình đột xuất lên là mình chỉnh sửa lại, thông báo với cả nhà mình là chỉnh sửa về cái chỉnh sửa lại cái vụ sổ sách của mình ở cái nhà mình ha, thì có sự nhầm lẫn trong đó, có lỗi siêu nhân có, và lỗi không có lỗi siêu nhân cũng có, phải siêu nhân lên để chỉnh sửa lại nha cả nhà nha. Đây là nồi thịt và rau củ quả đồ, thấy cũng được cái nhà ha, nhưng mà có cái rau thì không được nhiều, rau thì ít, rau củ thì ít thôi, chứ là thịt thì rất là nhiều, rau củ thì ít. Vậy là không bao lâu hết là lại sức liền thôi, nấu ăn. Bữa nay cái nhà mình thấy bữa nay bớt chờ mà đúng không nè, bữa nay là bớt rạo rực rồi, mọi bữa là đứng dây mà không mà làm cái này là thôi, nó chồm nó rạo nó rực rồi. Bữa nay là bớt rồi đó, chừng cỡ một tuần lễ sau là mình nói cả nhà nha, lúc đó là làm biếng ăn đi năn nỉ. Rồi mình qua mình kiểm tra tủ lạnh coi thức ăn còn không nha cái nhà ha, có gì để mình kêu chung gì hết, chứ không phải là kiểm tra anh chị ha cái nhà mình. Cái này là mình coi còn không, cái gì mình kêu nói cho nó đúng.
cũng còn cũng khá nhiều nè, thấy cả nhà thấy không? Chúng tới đây chưa tới nữa, mình buồn nữa nè. À, tới đó còn chưa tới nữa cả nhà mình, còn nhiều lắm. Chứ không phải là kiểm tra điện nha cả nhà ha, cái mình cũng phải tôn trọng, mong cả nhà mình cũng thông cảm ha. Đây này đi coi coi còn đủ thiếu gì đó mình lo cho tụi nó thôi. Đây đầu gà nè, thịt gà đầu gà nè, này là của các mạnh thường quân mình tặng ha cả nhà ha, chở tới tặng nè. Thịt bên đây vẫn còn nè, ôi còn nhiều lắm, còn 3 ngày 4 ngày nữa, 4 ngày nó chưa hết. À, tạm thời trước mắt thì chưa có cho các bé ăn thịt gà nhiều với lại cá đâu nhiều cả nhà ha, các bé còn đang bị viêm da đó, mình kiêng được phần nào kiêng thôi. Sao bữa nay tròn trịa hết không cái nhà mình, rồi bắt đầu là nằm hết rồi nè, không có rậu được như mà bữa nữa nè. Mỗi bữa là cái nhà mình nhớ ha, thì đã xuống tới bếp mà hôm mà có một cái hành động gì dưới bếp là rậu được. Bữa nay đỡ nhiều hết cái nhà mình ha, đỡ nhiều, có da có thịt tròn trịa bớt nó cái nhà mình thấy ha, là bữa nay là hết rậu được rồi nè, hết bay còn quấu lên này nè, cũng thao tác mình cũng đang làm cơm chứ bộ, đó đủ sức rồi đó, vài bữa nữa thôi là làm biếng ăn. Rồi đây là cái nồi mới khai trương luôn rồi nha cái nhà mình nha, nồi mới của nhà mình đó ha, đã được khai trương luôn nha. Rồi đây cái nồi cũ ha, chị này rất là chuyên nghiệp, đang làm cơm có nghĩa là chưa có ăn nha, chưa có ăn mà có bụng rồi nè đó, có nghĩa là các bé ăn đã được hồi ngày chiều hôm qua tới giờ á, mà bây giờ vẫn còn thấy có u ha. No rồi giờ nằm nghỉ chơi, rồi mai chiều đi nghỉ, ăn đi con hết dành rồi. Rồi siêu nhân xin chào cả nhà mình là hôm nay cũng là một ngày mới, siêu nhân ghé lại thăm anh chị và các bé. Trước hết thì vô clip thì siêu nhân xin chúc tất cả quý vị và các bạn mình là trên mọi miền đất nước luôn luôn được nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống ha cả nhà mình ha. Thì hôm nay sau khi mà mình nói rồi, mình đăng tải cái clip công khai tên tất cả các mạnh thường quân mình ra, có cái gì sai sót thì là mong cả nhà mình vô là góp ý kiến và ủng hộ mình, hoặc là nói chung là có cái gì thì nói với mình xin tiếp thu hết. Mình đã nói rồi là trong khoảng cái clip mà sau khi đến với các bé thì rất là nhiều cái để cho siêu nhân dẫn đến sự lầm lỗi rất là nhiều, đâm ra cái cuộc gọi cũng nhiều, tin nhắn cũng nhiều, các thứ cái nào cũng nhiều hết. Thì về cái phần mà chuyển khoản vô cho siêu nhân mà phụ cho các bé đó, thì siêu nhân cảm thấy là thế nào cũng bị thiếu sót. Trong cái clip đó siêu nhân cũng nói trước ha. Thì hôm nay sau khi mà siêu nhân đăng tải cái clip đó lên rồi thì thật sự trong lòng của siêu nhân nhẹ nhàng lắm, coi như là mình đã gần như là hoàn thành rồi. Nhưng mà mình vẫn biết trước là sau khi đăng tải cái clip đó lên thì là còn những cái sơ sót thì cả nhà mình điện về nữa, thế nào cũng còn, thì quả nhiên là có hai cái nhà ha. Thì hôm nay siêu nhân xin trình bày lại với cả nhà mình đó là sự thiếu sót của siêu nhân cũng có, rồi sự cái như là hiểu lầm mà giữa siêu nhân với lại các mạnh thường quân đó, nói chuyện không rõ ràng á, rồi dẫn đến cái sự là tình trạng thiếu sót cũng có. Nhưng mà thật sự ra cái này cũng không có gì khó cả nhà mình ha. Chỉ có siêu nhân lầm lỗi một chút xíu thì có là như vậy. Thì cái clip thứ ba thứ tư gì đó mình cả nhà mình còn nhớ ha, là mình đã đến với anh chị cũng nhớ là cái clip đó là em đến là em đưa cho anh chị 5 triệu ha. Thì là em nói là có một mạnh thường quân, em chưa có nói tên ra, nhưng mà gửi cho anh chị là 3 triệu để anh chị là đóng tiền nhà để coi như là anh chị đóng tiền nhà là sinh hoạt điện nước gì đó ha. Rồi một mạnh thường quân nữa nói là gửi cho anh chị là 2 triệu, đó là một mạnh thường quân khác nữa, gửi mà trễ cho anh chị là 2 triệu để cho anh chị như là bồi dưỡng anh chị ăn ngon và cho các bé ăn ngon một bữa. Thì là thật sự mà nói là cái mạnh thường quân đó mình xin nói cả nhà ha, cái mạnh thường quân đó là gọi điện trực tiếp với siêu nhân là nói chuyện như vậy, thì ngay cái bữa đó là mình ở trên đây luôn. Và một mạnh thường quân là gửi cho anh chị 3 triệu đó, thì tên mạnh thường quân mà gửi cho anh chị mà 3 triệu đóng tiền nhà mình ở cái nhà mình ha, là tên là Thi Phạm ở Úc nha cả nhà mình nha. Thì bữa đó mình đã vô sổ xong, nhưng mà chị gọi điện thoại nói chuyện với mình là thôi giao số tiền đó cho anh chị đi. Rồi cái như là anh chị muốn làm gì thì làm đó. Thì mình nghĩ là bữa đó mình giao xong là mình gạch tên, mình giao xong cái nhà mình gạch. Thì nó đúng ra nếu mình đã gạch tên ra rồi á,
là mình giao rồi đó, nhưng mà tới cái ngày mình đọc tên công khai của cái nhà mình ra nữa thì mình phải đọc tên của chị đó ra, phải đọc tên của chị Thi Phạm Úc này ra một lần nữa, để lúc đó mình mới được phép trừ 5 triệu. Đằng này là mình được, mình trừ 5 triệu nhưng mà mình không có đọc tên của chị ra, có nghĩa là siêu nhân giữ của chị đó 5 triệu, giữ của cái nhà mình 5 triệu, cái nhà mình ha, với lại là 2 triệu của một Mạnh Thường Quân, nói là đưa cho anh chị muốn ăn gì bồi dưỡng cho anh chị đó. Thật sự tới lầm lỗi rồi mình mới rà ra, mình nhớ như vậy thì mình rà ra lại cái tên của Mạnh Thường Quân này thì mình không thể nào mình kiếm ra được, và cũng không thể nào mình nhớ cái Mạnh Thường Quân này là tên gì. Mình rất là mong muốn Mạnh Thường Quân này sau khi nghe được clip này điện về mình một lần ha. Có nghĩa là như vậy nha cả nhà mình nha, hôm bữa đó là chốt sổ cuối cùng mình còn giữ lại là 59 triệu, em đã đưa cho anh chị 19 triệu, dạ, đúng không? Thì dạ, bây giờ là em còn giữ của anh chị là tất cả các bé của Mạnh Thường Quân mình là 40 triệu tròn, cộng với lại thêm 5 triệu, 5 triệu đó là 5 triệu mà em đưa ra đó, đưa ra rồi mà em không có đọc tên ra đó, thì đâm ra là bây giờ là nếu mà em như vậy thì em không được phép là trừ, còn nếu mà em được phép trừ có nghĩa là em phải đọc tên ra, dạ, có nghĩa là chị Thi Phạm ở Úc, dạ, và một Mạnh Thường Quân mình không thể nhớ tên luôn là gửi 2 triệu. Mong cái bây giờ như vậy mình nói nó hơi dài dòng, mình cũng không biết giải thích sao cho cả nhà mình dễ hiểu nữa. Có nghĩa là bây giờ mình xin trước mắt là mình xin cộng vô cho anh chị và các cả nhà mình là 5 triệu là thành 45 triệu là siêu nhân giữ ha, mình xin phép cộng vô 5 triệu đó luôn. Mà nếu như mà cái tên mà 2 triệu mà để đưa cho anh chị mà kiểu như là ăn uống bồi dưỡng anh chị đó, mình đã đọc ra rồi luôn á, mà mình giờ hôm nay mình cộng vô luôn 5 triệu, có nghĩa là mình thiếu ngược lại 2 triệu, cả nhà mình thiếu ngược lại mình á. Còn nếu như mà mình đã gạch tên cái Mạnh Thường Quân nó ra rồi đó thì là mình đúng hết cái nhà ha. Thì đâm ra mình giờ mình muốn rà lại cái tên của anh chị đó coi Mạnh Thường Quân nó tên gì để là mình kiểm soát lại. Thật sự ra mình không thể rà nổi, không thể biết được, vì cái chỗ này thì mình mong Mạnh Thường Quân mình có thấy được clip này, coi được thì clip này, nếu như mà trong cái clip trước mà mình đã đọc tên công khai ra rồi mà có tên bạn luôn, có nghĩa là đồng nghĩa là mình không phải trừ 5 triệu, mình trừ 3 triệu của chị Thi Phạm thôi, mà bây giờ mình không biết là có hay không, mình sợ nhầm lẫn tiếp tục thôi mình trừ luôn 5 triệu đó. Có vậy nếu mà bạn thấy thì mong bạn hãy điện thoại về mình cái mong bạn cho mình biết cái câu trả lời giống như là mình có đọc tên bạn chưa nha. Vậy cả nhà mình hiểu rồi ha. Rồi có một cái này cũng rất là quan trọng, nhưng mà thật sự ra không phải là lầm lỗi siêu nhân đâu. Mình đã đưa tin nhắn của chị này cho anh Khai coi rồi nha cả nhà mình nha. Thì nó là câu chuyện nó là như vậy. Tổng số tiền của cái nhà mình á là mình đọc tên các Mạnh Thường Quân mình ra hết, nhưng mà trong đây có một Mạnh Thường Quân mình đọc nè. 16 giờ 3 phút ngày 24 tháng 10 gửi về 20 triệu. Ở cái nhà mình ha, là chỉ có nhận được tin như vậy thôi, không có nội dung, không có biết tên người gửi. Thì hôm nay cái người gửi cái chủ nhân của số tiền này á, cái chủ nhân của số tiền này là tên trong bình luận của cái nhà mình á, vô nhìn thấy á, tên là Duyên Trần, pháp danh tên là Diệu Thảo, là ở Canada. Có nghĩa là chị Diệu Thảo này ở Canada gửi về cho mình 1.100. Chị nói là siêu nhân là nhận được tiền chưa, chị gửi về cho em 1.100 đô, siêu nhân giữ đó giùm cho chị chứ không phải là cho các bé mình ở đây, giữ đó giùm cho chị làm cái gì cho trạm nào là chị báo với siêu nhân sau. Thì chị nói là chị gửi về cho mình 1.100, thì chị hỏi nhận được chưa thì mình nói chưa, bao giờ tới cái ngày mình đọc tiền mình cũng nói chưa luôn. Sáng hôm qua thì chị có điện, chị nói là bên công ty nói là chuyển cho chị qua nhân rồi, nhưng mà chuyển bằng tiền Việt, có nghĩa là con số là 20 triệu gửi vào là 16 giờ 3 phút ngày 24 tháng 10 là của chị Diệu Thảo, ở trên cả nhà ha, chính xác. Thì bây giờ hồi nãy như em đã gửi tin nhắn cho anh coi, có như là cái ý của chị Diệu Thảo này là muốn em rút cái số tiền của chị ra lại, rút số tiền 20 triệu của chị ra lại, chỉ cho lại, cũng cho các bé thôi, nhưng mà cho những chỗ khác, cái đó là quyền của chị, chứ không phải là chỉ cho các bé của mình. Thì cái đó là anh chị hiểu ha, và cả nhà mình hiểu ha. Bây giờ là siêu nhân xin tóm tắt lại cho cả nhà mình dễ hiểu. Siêu nhân giữ 40 triệu của cả nhà mình ha, rồi siêu nhân cộng tiếp vô cho là 5 triệu là sai lầm giữa siêu nhân với lại chị Thi Phạm ở Úc đó, với lại một Mạnh Thường Quân mà cho anh chị 2 triệu mà ăn bồi dưỡng đó. Thì siêu nhân cũng không biết số tiền đó là siêu nhân có đọc tên lầm lỗi ra chưa, thì thôi siêu nhân cũng bù trả trước luôn, mọi chuyện tính sau là thành 45 triệu. Ê, 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 ê. La hoài
là hai cái là thành 45 triệu cả nhà mình ha. Rồi rồi hôm nay có được một bạn, là Nguyễn Thị Phương Dung gửi vô 1 triệu, cho các bé. Hôm nay có một bạn Nguyễn Thị Phương Dung gửi vô cho 1 triệu cho các bé, có nghĩa là thành 46 triệu. Thì bây giờ mình xin phép cả nhà mình rút cái số tiền 20 triệu của chị là Diệu Thảo ở Canada này ra. Có nghĩa là bây giờ mình xin giữ của cả nhà mình và của anh chị và các bé là 26 triệu tròn. Hết cả nhà mình nha. Thì bây giờ là còn cái vấn đề mà thì em cũng xin lỗi chị và xin lỗi cả nhà mình ha. Xin lỗi chị Thi Phạm là lầm lỗi ở cái chỗ là nếu mà chị làm thinh chị đừng có nói á, thì là em rất là dễ nè. Bữa đó là em không phải là em nói đây làm đổ thừa gì hết, hồi tối là em với chị đã nói chuyện qua rồi, thì thật sự ra chị cũng là thấu hiểu được em cũng cảm ơn chị nhiều. Nè mà lỗi cái chỗ là nói chung là nó hay lầm là chỗ em nè, chị gửi vô em ghi tên ra rồi, chị kêu là cho bữa đó đi thì em cho bữa đó lại, em nghĩ là mình cho rồi thì mình đưa rồi mình lại gạch tên, gạch tên chị ra, đâm ra là cái bữa đó đọc tên thì không có đọc, em không có đọc tên chị. Mà nếu em không đọc tên chị là em không được phép trừ 5 triệu là đúng, là chị công nhận đúng. Còn này em trừ 5 triệu, có 5 triệu có nghĩa là trừ 3 triệu của chị thôi á, còn 2 triệu của một người mạnh thường quân khác thì em bây giờ em mất thông tin luôn rồi. Em không còn nhớ được cái 2 triệu đó, nhưng mà em nhớ bữa đó là 5 triệu thôi, em trừ thẳng 5 triệu luôn. Đó thì sai lầm là giữa mình mất cái lỗi đó ha cả nhà mình ha. Thì tối nay là mình với chị đã có gọi điện nói chuyện với nhau, thì thật sự ra chị hiểu và thông cảm cho mình, tại vì mình quá nhiều việc, đâm ra là với lại là nói cái làm liền á, cũng như là bữa đó chuyển vô thì mình cứ nghĩ nên nơi đơn giản mình đã đưa rồi thì mình gạch tên ra mình không đọc nữa thì sai lầm chỗ mình chỗ đó thôi cả nhà ha. Còn cái vấn đề mà 20 triệu á gửi vào lúc là 16 giờ 3 phút ngày 24 tháng 10 á, thì thật sự ra cái đó là lỗi ở chỗ cái người gửi về cho mình và lỗi ở chỗ chị Diệu Thảo chứ không phải lỗi cho mình ha cả nhà ha. Tại vì chị Diệu Thảo khẳng định với mình á, là chỉ gửi về cho mình bằng tiền đô một ngàn mốt đô Canada. Mà chỉ hỏi mình nhận được chưa thì mình cứ trả lời chưa. Còn cái số tiền mình nhận được vậy không có thông tin thì mình nghĩ là cho các bé, mình đâu biết đâu, mình cộng vô, mình thông báo cả nhà mình rồi. Thì sau khi đó là chị mới rà lại, chị hỏi lại cái chỗ gửi tiền á, thì chỗ gửi tiền báo lại với chị là bữa đó là không có ghi cái tên của chị ra luôn. Chị nói là cái chỗ gửi tiền công nhận là không có ghi tên chị ra luôn, không có nhớ ghi cái tên chị ra, người gửi ra. Mà không có gửi bằng tiền đô cho siêu nhân nữa mà chuyển bằng tiền Việt. Đâm ra là mình ở đây mình cứ chờ ngàn mốt mà bên kia thì gửi rồi, vậy cái số tiền đó gửi vào ngày 24 luôn á, mà mình không biết là cứ trông chờ như vậy. Thì thật sự là số tiền đó là của chị Diệu Thảo, mà chị Diệu Thảo đã nói trước khi rất là lâu, lúc trước khi gửi về á là chỉ giống như chị Cúc vậy cả nhà ha, gửi về cho mình giữ đó rồi, cứ như là chỉ muốn làm cái gì là làm theo cái chỉ giùm chứ không phải là vô cho các bé. Mong cả nhà mình hiểu, rồi xin phép anh với chị và cả nhà mình cho mình rút cái số tiền 20 triệu đó ra về cho lại chị Diệu Thảo. Có nghĩa là bây giờ là các bé em còn giữ của anh chị là cái số tiền thứ hai em không nói tới, em chỉ nói tới số tiền thứ nhất thôi, là em xin giữ là 26 triệu. 26 triệu là em cộng trả vô 5 triệu rồi nha. Em cộng trả vô 5 triệu và em cộng vô 1 triệu của chị là Nguyễn Phương Dung nữa, mới gửi vào tối này nữa, là thành 26 triệu ha. Anh chị hiểu rõ ha. Rồi có như là còn rất là nhiều trạm đang cần siêu nhân đến giúp, như là thật sự là cả nhà mình kêu mình đi rất là nhiều điểm, giống như là cái bên phần tiền kia đó ha, nhưng mà mình chưa có thời gian đi, mong cả nhà mình hiểu ha. Rồi vậy là cả nhà mình hiểu rồi, mình thật sự cái clip này hôm nay nữa nói ra hết luôn đó, là trong lòng mình mới nhẹ nhàng, chứ còn nếu mà chưa nói chắc chưa nhẹ nhàng đâu cả nhà ha. Rồi bây giờ mời cả nhà mình là đón xem clip các bé hôm nay ăn uống như thế nào ha cả nhà mình ha. Các bé hôm nay cả nhà mình thấy là tròn trịa, mình nói cả nhà nha, từ từ rồi các bé sẽ làm miếng ăn. Em rồi mời cả nhà nha. Rồi, anh chị có ý kiến gì không? Dạ sẵn lúc này cho tôi gửi lời cảm ơn chị Kim Chi Google với lại cái chị Phương ở Biên Hòa đã gửi 400 cái gạo với một thùng thịt hai lát. Và xin hôm đó là mình cũng quên, với là anh Trung công an ở ngoài quận nhất cho gửi 250 ký gạo nữa. Xin cảm ơn anh Trung, chị Kim Chi Google với lại chị Phương ở Biên Hòa. Cảm ơn ạ. Rồi vậy cả nhà ha. Thì nếu sau khi mình đăng tải cái clip lên nữa thì cả nhà mình còn thắc mắc cứ gọi điện về nói cho mình nữa nha nhà nha. Dạ. Mình không có ấy cái gì đâu, tại vì mình biết là mình đang bị kiểu như là mất kiểm soát ngay từ lúc đầu, tại vì quá nhiều cuộc gọi đến nỗi mà nó thiệt với cả nhà mình nha, gọi chồng nói chuyện không được luôn, mà không còn nhớ nữa, vừa chạy xe vừa nghe điện thoại. Rồi vậy mời cả nhà mình xem clip các bé hôm nay ăn như thế nào nha cả nhà mình nha. Mình tiến hành mình còn sửa sân sửa đồ nữa ha.
cả nhà mình thấy hôm nay có một chị Mạnh Thường Quân đã hỏi thăm địa chỉ và tự lái xe đến và thăm các bé, rồi chị vô rồi đang cái lúc này là chị bắt tay vào việc luôn nha cả nhà mình ha. Chị tự giới thiệu, chị nói là chị chia thịt rất là đều và chị trộn luôn cho các bé. Nhiều lắm. Nhiều lắm hả chị? Ừ. 5 bịch mà, em nói rồi cho ăn 5 bịch mà. Nhưng mà ít bữa xa nó ổn định rồi, giảm bớt rồi. Dạ đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Với lại sẽ đổi thịt, đổi món á. Nhưng mà bây giờ mình coi đổi món gì nè, chứ còn gà tụi nó đang diêm da. Gà với cá nó đang diêm da nè. Ở nhà chị ăn con chứ chị đâu có lâu lâu cho ăn bữa. Nhưng mà không, chị không mua lẻ được, chị mua lần trăm ký mà. Còn không là phải mua mấy chục ký này, mấy chục ký kia vậy đó. Chị mua ức gà cho tụi nó. Không, gà đây gà xay mà, ức gà là chỉ một hai bé, chỉ muốn gà đúng rồi. À, nhưng mà cả nhà mình thấy nè, không, bữa nay là cơm mình nói là ế chắc luôn, không còn chòm chòm nữa nè, đó, đâu còn chòm hiếc gì nữa đâu, là mà ế là cái chắc. Nhưng mặc dù cơm ngon cỡ nào cỡ mình bảo đảm hôm nay ế. À, Mạnh Thường Quân ý kiến chị mua bao tay nha. Dạ có đây nè, chị lấy hàng chị mua chưa? Đây nè, chị đang lấy chị xài để chị trộn cho. Mua nhiều nhiều bao tay để mà. Không lẽ mua có 1 cặp hai rồi. Được rồi, 2 cặp được rồi. Để sơ cua lỡ nó có mang 3 cặp. À. À một hồi mấy bé nhỏ nhỏ thì cũng vẫn chừa ra cho ăn riêng. À với lại mình nói thêm với cả nhà mình ha, cả nhà mình tại vì thấy mấy bé nhỏ lắng lắng nhưng mà ăn được không được là hồi vô có phần hết nha cả nhà mình nha. Tại vì để phần cho mấy bé nhỏ với lại bé, cái bé mà mới mổ về có cái lo đó, hôm nay mình cũng nhắn gửi lại lời của nhà mình rồi. Sau khi mà đăng tải cái clip của nhà mình lên về thông báo tên của Mạnh Thường Quân mình ra, thật sự ra siêu nhân ngày tối này ngủ ngon. Chiều nay nấu cơm hơi ráo chút đi, bởi vì mình có cái nước lèo này nè. Mình nấu nhão quá thì nó chua lên, mình nấu hơi ráo một tí xíu. Nói chung là gạo phải khô, các bé nó mới ăn chứ gạo nhão rồi tụi nó chê. Với lại gạo chị có nhiều, chị để thời gian sau là tự động gạo nhão thôi, cũng thành gạo khô nữa. Gạo mới mà chị để lâu đã khô à? Đúng rồi, để lâu khô à. Các bé hôm nay không phải là các bé nghèo mà ốm trơ xương mà kiểu như nghèo đói nữa nha cả nhà nha. Chẳng có là cái đó là tiếng tâm của các bé để lại thôi, nhưng mà các bé hôm nay không chừng là giàu nhất ở khu vực này không chừng á. Hôm nay là thấy vậy chứ chắc phải đổi tên rồi. Qua sau một đêm các bé trở lại là nổi tiếng và giàu nhất ở đây, gạo tấn, thịt tấn. Thấy không chị? Chị thấy bữa nay rõ ràng là tụi nó không còn chồm chồm dành cho những lúc trước em quay thấy không? Chị thấy không? Nó chồm chồm em nói là không chịu, nhưng mà chừng có mấy ngày thôi là nó hết. Tại cả nhà mình nóng lòng quá, tại cả nhà mình thấy các bé quá đói đó, thì cả nhà quá xót quá thương, cả nhà mình nóng lòng chứ mình hiểu là cả nhà mình như vậy, chứ mà ít mấy ngày sau là các bé sẽ khác. Hôm nay đổ là chắc chừng 2 thao bạc 3 thao thôi, nhiều quá không ăn hết rồi lại hút vô. Đúng rồi. Đúng rồi, chứ không là ăn không hết rồi lại hút vô nữa mất công. Rồi bắt đầu là chị phải cân đối lại cho nấu cơm lại cho chị nha. Nó đừng có bỏ dư quá phung phí. Sao nó bảo quản không ăn gì đâu. Nó đủ sức rồi rồi không ăn nữa. Đó cái có nghĩa là ăn hồi chiều hôm qua, ngủ một đêm sáng ngày, bây giờ chưa cho ăn, bây giờ chắc 10 giờ có rồi ạ. Hơn hả? Mà cái bụng còn vậy nè, cả nhà thấy nè. Đó. Đứa nào cũng còn bụng hết thì đâm ra là ăn không hết. Giờ ăn no hết, phủ phê nằm. Nè anh Thợ, em ứng cho anh 4 triệu trước nè. Làm ở sân 8 triệu đúng không? Ứng 4 triệu. Anh đếm đi, anh đếm. Em về chị. Đúng chưa? Rồi. Vậy là mình đã ứng cho anh Thợ trước 4 triệu để làm cái sân nha cả nhà mình. Rồi hôm nay là hai món cơm đã chuẩn bị rất là đều ở nhà mình nha. Đang trải ra có được chị một Mạnh Thường Quân, chị đến thăm các bé rồi chị phụ vô luôn. Đó cả nhà mình thấy. Ở đây. Dạ bên kia nè, Dạ nè, chị ra đi. Cái đấy nè.
ở nhà mình. Bây giờ là nhỡn nhơ rồi, giãn tản rồi hết rồi, cái máng vẫn còn rộng. Mai chiều mà đưa cái máng này ra sân trước nữa thì nó rộng mênh mông luôn, cái nhà mình cũng đưa xong. Đưa ra sân trước có nghĩa là đứng bên đây ăn được, đứng bên kia ăn được. Nó đi vòng vòng mà lựa rồi đó. Rồi, ế cơm. À, cái này là nấu cháo thì các bé ăn nhiều hơn á, chắc chắn luôn. Rồi vậy mình xin khép clip lại nha cả nhà ha. À, cuối clip xin chúc cả nhà mình được nhiều sức khỏe nha. Chào tạm biệt cả nhà mình ha. Hẹn cả nhà mình trong clip tiếp theo. Cả nhà mình yên tâm nha, các bé hôm nay là đồ ăn cơm đồ là phủ phê, các bé là lơ bớt ế bớt hơn cả nhà mình ha. Bỏ lại phần nửa luôn á. Dư là phần nửa luôn á. Mình coi là hôm nay là đổ, đừng có đổ ra nhiều, đổ ít thôi á, chứ thôi là dư á. Mà thật sự đổ ra cũng ít thôi á, đổ có 3 thao á mà còn dư là phần nửa. Giảm mức độ xuống hết rồi. Bây giờ chỉ một người. Nhưng mà hôm nay là cho, nếu mà nấu cháo cho tụi nó ăn nhiều hơn là ăn cơm á. Nó đủ sức rồi. Nó đủ sức. Đúng rồi, nó đủ sức rồi, nó lựa thịt. Nó đủ sức rồi, nó lựa. Ở nhà thấy không? Bữa nay có bụng có da, có thịt tròn o hơn hết rồi nè. Đó. Cơm còn ngoài đó 2 máng. Còn nhiều luôn, không ăn.